Alo, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với chủ đề BVB ha. Mình sẽ cố gắng thử làm một vài trận đi săn Hà City. Team nào có Hà City thì mình sẽ vô đánh. Để thử xem nha. Thật ra cái này là mình rất là muốn đánh cái team này luôn á. Tại vì mình biết là sẽ rất là thú vị. Judith sẽ build speed cực kỳ nhanh để đẩy speed của cả team lên. Nhưng mà team này dễ counter lắm, biết cách counter là counter cái một à. Thôi mình đánh thử team này đi. HCT mà đi chung với Moonlight Illuminate á, cực kỳ khó chịu luôn, rất rất là mạnh luôn. Bây giờ để mình thử nha. Để đối phó với HCT á thì mình sẽ sử dụng đó là Zio và CEO đánh xong á, thì Moonlight Illuminate sẽ nhảy lên giải hết tất cả debuff, đồng thời là buff cho team cực kỳ trâu bò. Như vậy thì tất cả những gì còn lại đều là RNG đúng không? Mình chỉ có thể dựa vào may mắn thôi, và nếu mà team đã trâu như vậy rồi á thì maybe là BBK sẽ không có kết liễu team địch được. Để mình thử sử dụng specimen set xem là có làm ăn được gì không nha. Rồi ok, thử thôi. Rồi. Đánh Hà City. Illuminate bay lên. Illuminate. Đánh ai? Ồ, đánh Zio. Rồi, mình sẽ làm như vậy. Để cho Ida sẽ cũng như sẽ nhảy lược. Đẩy lui về. Úi cha. Con mắm này nó khao tờ. Hy vọng là sẽ stun được một vài quý vị. Trời ơi. Quá tuyệt. Quá tuyệt vời. Ida là số 1. Rồi tiễn quý vị này trước, bởi vì cũng sắp đến lượt tiếp theo hả. Cho Hasetti mất một khúc máu chắc. Ô, giết được luôn. Rồi như vậy thì mà trận này thì mình may mắn á mấy bạn. May mắn là sao? May mắn là Moonlight Luna đi trước. Chắc là không giết nổi đâu nên là stun. Dạ không stun được luôn. Ui chà. Rồi hồi nãy không giết thì bây giờ giết. Ok. City. Trời. HCT, nhưng mà HCT này đáng sợ quá dở. Này mình đu tóc không lại. Chắc thua á nên thôi chuyển nha. Hoặc là hoặc là mình đổi đi. HCT này hả? Ok. HCT này thì mình sẽ ráng xem sao.
Do là bên kia có Brian, nó là thử đổi chiến thuật chút xíu nha. Như vậy đi. Đấy. Rồi lại nhờ Anji, lại nhờ thánh thần phù hộ. Nhưng mà kỳ này chắc là bên kia đi trước rồi. Rồi Sukana rồi mọi người ơi. Ủa sao lại đánh Zio hoài vậy? BB Kay cũng hải đát kìa, đánh BB Kay đi. Dồn dập quá, dồn dập quá. Rồi, hy vọng là có thể tiễn dòng được HCT đi. Tiễn dòng. Yeah. Và người tiễn dòng tiếp theo là Brian. Bài. Chọi cái phao vô đầu. Thắng rồi, thắng rồi. Rồi, bye bye. Ha ha. Tiếp theo Hasetti. Ui cha. Hasetti và Amiki. Amiki thì lại có skill bất tử. À, trước khi bước bất tử nó có giải debuff không ta? Nó sẽ sử dụng skill nào trước nhỉ? Nếu trong chế độ auto thì Amiki sẽ sử dụng chiêu nào trước? Thôi cứ đánh thử nha. Lại đi sao? Trời ơi. Sao vậy? Tôi đi sao nhưng mà ai sẽ đi trước bên team mình. New Moon chà, hung dữ quá gì quý vị. Về đi. Ủa hồi nãy không phải là mình đã khóa passive nó lại rồi hả ta? Còn cắm buff nữa. Ô đèn led coi lại. Tiễn dòng. Rồi, Hasetti.
Ôi cha, cái này Hasetti đi chung với Horizon Akates. Ok, đánh đi, đánh thử thôi. Zio mình cũng không mạnh nha mấy bạn. Để coi. Nhưng mà này là Horizon Akates sẽ nhảy lên trước. Ok. Rồi, cứ đẩy Hasetti về thôi. Akates có đẩy cả team lên không? Hồi máu. Không có đẩy cả team lên. Rồi. Đánh như vậy thì wow. Thôi cứ tiễn quý vị này đi trước đi. Rồi, xong. Hasetti nãy giờ đánh mấy trận á, mình cảm giác là Hasetti biến những nhân vật đáng sợ của kẻ địch thành không còn đáng sợ nữa. Không biết có đúng không. Ôi cái team này cũng hay quá nè. Đánh ông, đánh ông, đánh ông, đánh team này ông. Nhìn thấy kích thích quá à. Nhưng mà thôi, đang chủ đề săn Hasetti rồi. Đi săn Hasetti coi. Đã hết vàng rồi mà hả. Ủa, rồi cấp này. Ồ đây. Nhưng mà này giống cái team hồi nãy rồi. Đúng không? Ô, team này khó hơn nha. Từ từ nha. Có Blion. Mình muốn Soul Burn thì mình phải... Mình phải có... Ô, team này khó hơn. Hồi nãy thay vì Blion thì nó là gì ta? Mà trâu quá vậy quý vị. Hay là thử đánh liều là không Soul Burn. Khó rồi, khó rồi. Khó cleave team này lắm luôn á. Ôi cha, giống như là mình đang tiết lộ cho người ta biết những cái team nào mạnh. À, không, mạnh với mình thôi. Còn chưa chắc là mạnh với người khác. Bây giờ mình đánh nè. Mình Zio đánh Hasetti. Xong rồi Illinap sẽ bay lên buff. Xong rồi hai cái nhân vật còn lại hả? Mình thôi kệ, cứ đánh thử đi. Mình cũng có, nếu như mình không có giết luôn được thì mình nghĩ là mình cũng có thể bào máu. Hình như hồi nãy Blion không phải Blion mà là Dragonfly Senja đúng không? Mình thấy như vậy lợi hại hơn. Ủa? Ờ.
trời ơi, khó rồi, khó rồi. Hết chuyện rồi, con sếp nó nhảy lên trước. Nhưng mà biết đâu bằng một cách thần kỳ nào đó, sếp sẽ gánh tim Miss, nhưng không khao tờ. Miss, dạ đã khao tờ, bắt, nhưng không stun. Miss, nhưng không khao tờ. Quý vị này nguy hiểm, cho lên đường trước. Úi cha. Miss, nhưng không khao tờ. Nguyên đám này nó biểu gì trời, nó đeo gì trời? Nó đeo Elfrid hết hả? Úi da, trời ơi. Dạ thế là hết. Ok, đó là video hôm nay của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến lúc này. Xin tạm biệt tất cả mọi người.